Chào mừng các bạn quay lại đến với Chakido Hendrat. Hôm nay thì mình sẽ làm một loài sự kiện tiếp theo, đó là Thunder Storm, cơn bão sấm sét. Chúng ta sẽ phải thu thập những loài đủ đợt biểu tượng mây dung thì chúng ta sẽ có thể mở khóa được một. Ở phần tiếp theo đó là Hurricane, bão.
Super Power. 슈퍼 파워 해피 보이 만시오 Làm việc theo nhóm là một siêu cường. Super power! Super power!
Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc toàn diện tại đây. Nếu nào thêm video này, hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập video tiếp theo. Tạm biệt.